Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem vùng Rambouillet. Thành phố cách Paris 50 cây số. Saint-Con. 50 cây số các bạn. Ở đây hiện đang có triển lãm mấy cái xe hơi cổ các bạn. Đây là cái lâu đài Rambouillet của cái thành phố này nè các bạn. Bên ngoài lâu đài. Vọng cái này gọi là gì ta? Vọng gác hả? Gác vọng hay gì? Lính nó đứng ở trên này nó coi kẻ thù đi tới đâu rồi á thì phải. Đó, người ta đang xếp hàng đi vô tham quan lâu đài đó các bạn. Nghe hoàn cảnh xung quanh nè các bạn. Các bạn xem sẽ quay cho các bạn xem cái khu vườn ở bên cạnh lâu đài nha. Xa xa có cái hồ đẹp quá kìa. Quá. Hoa la vòng. Hỏi hư nè. Khí hậu hiện tại thì không có nắng, tầm 12-13 độ, hơi lạnh. À, này có cái hồ nhỏ rồi các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Chào các bạn, đây mình sẽ quay cho các bạn xem người ta đang hóa trang thời cổ ở bên Pháp. Bữa ăn thời cổ bên Pháp nè các bạn. Thời của Louis 14, 15 đó các bạn. Ça je pense c'est vrai bouillon comme un ensemble. Nấu ăn như hồi xưa nè các bạn. Hóa trang thời Louis 14 là các bạn, có những cái trò chơi ngày xưa các em nhỏ đang chơi ngày xưa đó các bạn.
viên của cái Chateau Rambouillet. Quay cho các bạn xem nha, còn công viên. Ở đây họ cho mình thuê cái xe điện như vậy nè các bạn. Xe điện để mình đi dạo vòng cái công viên này. Đây có cái lâu đài Rambouillet và cái công viên Le Parc. C'est le parc du château. Cái công viên của cái lâu đài này. Paris 50 cây số nha các bạn. Về phía nam, thành phố Rambouillet này cách Paris 50 cây số về phía nam. Công viên rộng lắm các bạn. Và bắt đầu mình chạy sâu vào cái khu ít người đi bộ để mình chạy thoải mái hơn. Tu as fait voir le plan, Bidia? Comment ça va être ici ou pas? Công viên này cái hình giống chiếc giày mà, chiếc comme chaussure. Voilà. On est là. Đây quá trời bèo. Toàn cảnh các bạn. Bèo quá trời vịt luôn các bạn. Vịt nó ngủ rồi. Lâu đời năm lắm rồi đó. Đi vòng hết cái khu này quay cho các bạn xem nha. Wow, càng đẹp quá. Bạn có còn biết không? Rừng, nó là công viên mà nó rộng như một cái khu rừng vậy đó các bạn. Không khí trong lành á. Regarde de loin. Xa xa có cái con gì là? De loin c'est quoi ça? Ah, ça là ça. Ah, Billy. Oui. Rừng là rừng, thiên nhiên. Nhà thật xa có cái nhà đẹp quá. Bây giờ xin sau vô lúc này ít người hơn. Rồi, rồi tạm biệt các bạn nha. Bye bye.
À voir. Regarde le pied. Mmh. Hein? Rate. Il n'a pas peur. Hein? Quoi, quoi, quoi. Quoi, quoi. Quoi, quoi.